Ngày 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thị trấn Mãn Đức khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị trấn. Đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thị trấn Mãn Đức là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của huyện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 23 tháng 5 vừa qua. Cử tri thị trấn đã bầu được 29 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Hội đồng Nhân dân thị trấn. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị trấn Mãn Đức đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban Nhân dân thị trấn khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bùi Minh Hải, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Mãn Đức. Ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn khóa 1, tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bùi Văn Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn. Các ông Quách Văn Thảo và Bùi Văn Thiệm được Hội đồng Nhân dân thị trấn bầu tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.